Quý vị thân mến, người Tày ở Điện Biên có dân số không nhiều, họ từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn chuyển đến sinh sống. Do sống xen kẽ với cộng đồng dân tộc Kinh và Thái, nên một số nét văn hóa của người Tày Điện Biên đã có sự tiếp biến. Tuy vậy, nhưng cộng đồng dân tộc Tày ở Điện Biên vẫn còn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống, làm nên sắc màu riêng nơi thung lũng Mường Thanh. Lòng chào Mường Thanh, nơi có cánh đồng rộng lớn nhất khu vực Tây Bắc, vốn là nơi quần cư của đồng bào dân tộc Thái. Quá trình xây dựng và phát triển lòng chào Mường Thanh có những cư dân từ các tỉnh miền xuôi lên khai hoang phục hóa. Trong lịch sử hình thành và phát triển, lòng chào Mường Thanh cũng đã đón nhận một số ít cư dân người Tày đến từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Theo một số người cao tuổi, nhóm người Tày đầu tiên di cư lên Điện Biên vào khoảng những thập niên đầu của thế kỷ 20. Như ông Mông Văn Nhì ở bản Po Mỏ Thổ, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên. Năm nay ngoài 80 tuổi là lớp thế hệ người Tày thứ hai ở bản này. Trước thì các cụ thì ở cho Cao Bằng xuống. Đấy, Cao Bằng xuống thì cái lý do xuống là ở trên Cao Bằng có cách mạng. Là đầu tiên đâm ra lộ thì các cụ mới chạy sang Tây Bắc. Xong xuống Điện Biên này thì thấy vùng đất Điện Biên làm ăn tốt thì mới rủ nhau trốn cả gia đình sang. Sang xong là mới lập ở đây gọi bản này. Trước là chúng tôi là có lập tên là bản Tông Hoa. Đấy. Bây giờ ấy, giải phóng về thì lúc ấy mới gọi là chúng tôi người Thái chúng tôi gọi khó lắm, Tông Ba không biết gọi, thế là gọi Po Mỏ Thổ, đấy, người Thổ, tức là ở đây là toàn là người Thổ. Khi hết cái đợt là bao cấp đi thì mới gọi là chúng tôi gọi bây giờ là chuyển sang là người bản Tày, Mỏ Tày. Người Tày ở Điện Biên cũng tự gọi mình là người Thổ. Dẫu gọi là người Tày hay là người Thổ thì vẫn là cách gọi chung chỉ cộng đồng dân tộc Tày. Hiện nay, người Tày ở Điện Biên sinh sống tập trung tại 4 bản của 2 xã Thanh Chăn, Thanh Yên, huyện Điện Biên. Mỗi bản có 60 đến 70 hộ dân. Ngoài ra còn có một số hộ sống rải rác trên địa bàn các xã phường của thành phố Điện Biên Phủ. Về tín ngưỡng, trong mỗi gia đình người Tày cũng thờ cúng ông bà tổ tiên như nhiều dân tộc khác. Tín ngưỡng ở gia đình thì chưa cũng theo các cụ là lập bàn thờ. Đấy, lập bàn thờ xong là cái thờ các cụ. Đâm ra mùng 1 thắp hương, mùng 5, 15 thắp hương là hàng tháng. Còn Tết nhất thì là chúng tôi có mùng 1, mùng 2, mùng 3 là Tết chung với là theo dân tộc. Tết Nguyên Đán đấy, ba ngày. Trong năm là Tết quan trọng là mùng 1 là đầu tiên, thế đến rằm tháng 7 là quan trọng nhất trong một năm. Trong cộng đồng thôn bản, người Tày có miếu thờ thổ công. Cứ vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, mỗi nhà sẽ dâng một mâm lễ vật tại miếu thờ thổ công. Thổ công là vị thần đất cai quản mảnh đất mà dân bản sinh sống. Khi đến một khu đất mới để lập bản, việc trước tiên của đồng bào Tày là chọn vị trí tốt nhất để lập miếu thờ thổ công. Việc thờ cúng thổ công còn mang ý nghĩa tưởng nhớ những người đầu tiên đã có công khai mường, lập bản. Trong đời sống của đồng bào Tày, then có một vai trò hết sức đặc biệt. Hát then là một loại hình nghệ thuật tổng hợp chứa nhiều thành tố ngữ văn, âm nhạc, mỹ thuật, múa, diễn sướng dân gian và có giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội. Then được thể hiện sinh động bằng lời ca, tiếng nhạc, điệu múa dân gian hết sức phong phú và hấp dẫn. Các ông then, bà then thông qua lời ca, tiếng hát, những làn điệu then từ cây đàn tính để gửi gắm những ước nguyện của người dân đến thần linh. Do được thực hành trong đời sống, con người từ khi sinh ra đến mất đi đều gắn bó với các bài then, với cây đàn tính, nên giai điệu then, tiếng đàn tính đã ngấm vào hơi thở trong cộng đồng người Tày. Ở bản Tày, Po Mỏ Thổ,
những làn điệu dân ca dân vũ trong then vẫn đã và đang được các đội văn nghệ bản khôi phục giữ gìn. Trong bản có hai đội văn nghệ thường xuyên tập luyện và biểu diễn. Họ cũng chú trọng khôi phục lại những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình, tạo nên những tiết mục mang màu sắc dân tộc Tày tham gia biểu diễn ở địa phương. Đây thì nói chung là ở cơ sở thì cũng có mấy cụ là cũng cao tuổi, cho nên là nhiều cái hoạt động không rõ thì vẫn hỏi các cụ ở trong bản. Cái học về cái các bài hát này, thứ nhất là chúng tôi học hỏi vì là cũng không có chương trình để mở lớp ấy, cho nên là cũng kiên trì để học hỏi và trên tivi và xong là để kiên trì cái bản sắc dân tộc của người Tày và người Nùng. Như chúng tôi lúc còn bé thì cũng nghe đàn tính, rồi thì nghe các bài hát then, hát lượn của dân tộc chúng tôi thì cũng yêu thích từ đấy. Nhưng mà kiểu cũng bận rộn nhiều cái thì cũng không tham gia được. Đến bây giờ thì như các cụ, các ông, các bà thì cũng có truyền đạt lại thì cũng gọi đi tập văn nghệ thứ, thì thật ra những cái đấy chúng tôi tham gia rất là vui. Ví dụ ban ngày đi làm thì buổi tối cố gắng sắp xếp 1 tiếng, 2 tiếng để đến đây để tham gia với các cụ, thì có thể cái đấy thì vừa giữ gìn bản sắc của dân tộc này, rồi cũng vừa tập thể dục cho bản thân nữa. Trước sự phát triển của xã hội hiện đại, người Tày ở Điện Biên vẫn giữ gìn, bảo tồn, duy trì và phát huy những giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Trong đó, việc bảo tồn, giữ gìn và sử dụng trang phục truyền thống của người Tày là một nét văn hóa độc đáo, có giá trị nghệ thuật, luôn được người Tày trân trọng và phát huy. Trong cộng đồng người Tày ở Po Mỏ Thổ, xã Thành Chăn, huyện Điện Biên, bà Bế Thị Minh là người khéo léo nhất trong việc khâu may trang phục dân tộc. Ở tuổi gần 80, cuộc sống đã an nhàn, nên mỗi ngày bà dành nhiều thời gian cho việc thêu, may trang phục. Nhờ đó mà những người phụ nữ Tày ở Po Mỏ Thổ có những bộ trang phục truyền thống diện ngày lễ Tết. Và những người con gái của bà cũng giỏi thêu may như mẹ. Một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Tày cũng nhờ đó mà được giữ gìn. Thì trang phục nó là một nét đẹp riêng của mỗi dân tộc. Dân tộc Tày cũng vậy, thì mình cũng gọi là cũng may mắn được sinh ra trong cái gia đình là có mẹ là biết về trang phục dân tộc. Vậy thì bây giờ theo thời gian thì mình cũng thấy là trang phục dân tộc bây giờ nó cũng đang mai một dần. Vậy nên là mình cũng theo mẹ là học để phục giữ gìn lại cái nét đẹp của trang phục dân tộc của mình. Vậy thì bây giờ mình cũng cố gắng là gìn giữ nó thôi, giúp mọi người là cũng có những trang phục để mặc trong những ngày hội, ngày lễ, ngày Tết thôi. Trước đây khi mới di cư lên Điện Biên, cộng đồng người Tày ở nhà sàn vốn là nét văn hóa lâu đời của họ. Nhưng ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội với những yếu tố tác động như việc lấy vật liệu làm nhà sàn không còn dễ, quỹ đất dựng nhà sàn không còn rộng, người Tày Điện Biên phần lớn đã ở nhà xây. Những nếp nhà sàn truyền thống đã vắng bóng. Cả bản Po Mỏ Thổ bây giờ cũng chỉ còn một gia đình ở trong nếp nhà sàn. Những thế hệ trẻ người Tày ở Điện Biên hôm nay chỉ biết về nhà sàn truyền thống của dân tộc qua sự tìm tài liệu hay trong lời kể của ông bà, cha mẹ. Và về cái sinh sống ở đây thì là ngày xưa ấy thì là các gia đình về đây là xây nhà thì gọi là ở nhà sàn. Đấy, người dân Tày là ở từ trước đến giờ là về đây là ở nhà sàn, tức là những cái nhà người ta mới về đây, những nhà người ta nghèo, người ta chưa có cái điều kiện nên người ta làm cái nhà sàn thấp hơn, và có điều kiện người ta làm cái nhà sàn to cao hơn một chút. Thế và theo sự phát triển của xã hội cho đến bây giờ thì các gia đình nhà sàn là người ta đã phát triển theo xã hội, là người ta đã xây nhà xây ở cả rồi. Và hơn nữa là kể cả bây giờ mà có làm nhà sàn thì cũng không có gỗ để mà làm, và trong rừng chặt gỗ là không được. Bây giờ là nhà nước mình đang phát triển trồng rừng, bảo vệ nguồn sống cho cây cối cũng như là nguồn nước sạch. Đấy. Thế cho nên là bây giờ là tất cả các gia đình là người ta đều là ở nhà xây cả rồi, chứ là không có nhà sàn nữa. Cộng đồng dân tộc Tày ở Điện Biên dẫu không nhiều, nhưng họ vẫn luôn nổi bật với màu sắc văn hóa riêng có. Những bộ áo chàm truyền thống vẫn luôn hiện hữu, đem lại nét duyên dáng cho các bà, các mẹ, các chị em. Tiếng đàn tính cùng điệu hát then vẫn luôn âm vang, góp phần làm cho lòng chào Mường Thanh đậm đà, thêm sắc màu văn hóa các dân tộc.